Xin kính chào toàn thể các bác có niềm đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc. Các bác đang theo dõi kênh YouTube Điện Máy Hoàng Quân, kênh chuyên dành để mua bán giới thiệu cũng như test các sản phẩm âm thanh bãi. Địa chỉ cửa hàng tại thị tứ, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0976 119504 hoặc 0984 804715. Hôm nay ngày 16 tháng 10, em xin làm clip test và báo giá cặp loa JBL L5 cho các bác. Vâng, cặp loa JBL L5, cặp loa Mỹ, có thiết kế với 4 đường tiếng, 4 loa trên một thân thùng. Được thiết kế với một bát trầm 20cm, gân cao su và một trung trầm 18cm cũng gân cao su. Quay sát cho các bác cao su. Và đây là trung cao của đôi loa. Và phía trên cùng chính là một chép titan có màng lưới bảo vệ. Quay rất sát. Và em sẽ quay đằng sau cho các bác. Trở kháng là 6 ohm. Đây model L5. Được sản xuất tại Mỹ, made in USA và không đề công suất. Và nó có một hỗ trợ một lỗ thông hơi ở đằng sau phía dưới cùng. Và ngày hôm nay em đang ghép đôi loa với chiếc âm ni Luckman L550 quen thuộc. Và em cũng báo giá cặp loa JBL L5 của em đang bán với giá 13.500.000 đồng và chiếc âm ni 12.000.000 đồng. Và chất âm, em sẽ nói qua về chất âm. Chất âm của đôi loa JBL L5 thì rất là xuất sắc, rất là đỉnh. Nghe nhạc và hát karaoke rất tuyệt, xứng đáng với từng đồng tiền mà các bác bỏ ra. Và bây giờ em xin test cặp loa. Em test cặp loa bằng điện thoại. Anh xa em
đây câu nhạc buồn cho em đó, thay tiếng em cười ngọt ngàn sầu. Không gian mịt mờ tìm nơi đâu, đêm đêm gục đầu chốn cung sầu. Xa phương trời nào xin em hiểu, anh vẫn tôn thờ bóng hình em. Thương em bao đêm thương hận bên lòng, và bước đời em về chốn nào xa xăm. Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau, đừng để cho vâng, em xin báo giá lại cặp loa và chiếc âm ly. Và cặp loa Mỹ JBL-L5 cường em đang bán với giá 13.500.000 đồng. Còn chiếc âm ly Lukman L550 cường em đang bán với giá 12.000.000 đồng. Bác nào có nhu cầu muốn mua sản phẩm hãy gọi điện qua hai số điện thoại 0976119504 hoặc 0984804715. Các bác xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật thường xuyên được những video mà cửa hàng em đăng lên. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã xem.